Cũng trong sáng nay tại huyện Lâm Hà, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thảo ứng dụng năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng công cộng và cảnh báo giao thông tại huyện Lâm Hà. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng giới thiệu về quy trình ứng dụng năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng công cộng và cảnh báo giao thông tại huyện Lâm Hà. Theo đó, mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời được Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng Lâm Hà triển khai vào tháng 6 năm 2016. Đến nay, các đơn vị đã lắp đặt 17 hệ thống chiếu sáng công cộng và cảnh báo giao thông tại 14 xã và 2 thị trấn là Đinh Văn và Nam Bang. Khu vực lắp đặt hệ thống chiếu sáng chủ yếu tập trung tại những tuyến đường có mật độ dân cư đông, đường khuất có nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 20, đoạn qua huyện Lâm Hà. Tiện ích của hệ thống chiếu sáng ứng dụng năng lượng mặt trời là thân thiện với môi trường, không tốn chi phí sử dụng điện trong quá trình vận hành, tiết kiệm điện năng, không cần đi dây cắp nguồn, đào đường đi dây, hoạt động liên tục dù trong mùa mưa như hệ thống ắc quy, chi phí bảo trì thấp, không phải trả tiền điện hàng tháng. Ngoài ra, việc ứng dụng năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng công cộng và cảnh báo an toàn giao thông cũng tạo thói quen cho người tham gia giao thông trong việc làm chủ tốc độ tại các khu vực cảnh báo bằng đèn, bằng biển báo, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, tạo diện mạo vùng nông thôn tại khu vực được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. Sau khi nghe giới thiệu mô hình, các đại biểu đã đi tham quan thực tế hệ thống ứng dụng năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng công cộng và cảnh báo giao thông tại thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà. Methadone là chất thay thế được sử dụng trong điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện, được sử dụng hoàn toàn qua đường uống, làm giảm thèm muốn và khóa tác động của heroin từ từ, nên được coi là giải pháp an toàn cho sức khỏe.